Mùa thu mà bây giờ là 6:30 gần 7 giờ rồi mà không bà vẫn cứ ham mê đánh chuột, rất là say chuột. Ôi. Tối quá không nhìn thấy gì nữa rồi. Tối quá không nhìn thấy gì nữa. Tối quá rồi không nhìn thấy gì nữa không? Đấy, vì niềm đam mê bắt chuột của bà con thôn Nước Ngọc, xã Nước Kỳ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng như này kia mà. Đấy. Cứ muộn như này rồi có nhìn thấy chuột đâu mà vẫn đánh. Úi giời. Ôi, tối rồi thôi nên đếm đi. Có ba cầm đấy, cầm đến sáng này đếm cho nó. Ba cầm đến sáng đếm đi. Tôi dịch cho tôi sáng này ta đếm. Giờ nó lắm nó rộng quá. Đây 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 đếm ở đây nhá. Đếm bây giờ sáng sáng này. Đó đó. Ta thế đổ ở đây đếm. Này đã được bao nhiêu địch ạ? Nhưng mà tao có mầm thôi. À ui cái này thì tốt lắm. Ui giời ơi, còn dãy à? Ui giời ơi, bà ấy rồi, rồi đấm rồi, đấm chết đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con. 2 con là 14 con. 2 con cắt rồi. 3 con cắt bay đầu ra ngoài cá đó. Thế là 13 con hả? 13 con. Vâng, thế chiều nay được 13 con nhá. Rồi vâng. Chiều ngày mùng 5 tháng 4 năm 2020 thì bắt được tổng là được 13 con. Và xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn quý vị và các bạn trong những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.